Hello, chúng mình là Linh và Ti và đây là kênh của chúng mình. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video du lịch tiếp theo của mình. Lần này thì mời mọi người cùng theo chân mình 8 ngày 7 đêm khám phá Seoul, Hàn Quốc nha. Bây giờ mình đã check in xong, đã qua cửa an ninh và đang đi tìm cửa lên tàu bay. Đợt mình đi thì quy định nhập cảnh Hàn Quốc khá là phức tạp, mình phải test PCR COVID ở cả hai đầu Việt Nam và Hàn Quốc. Nhưng theo như mình được biết thì từ đầu tháng 9 quy định phải test PCR ở đầu Việt Nam đã không còn nữa, cho nên là mọi người hãy tranh thủ apply visa và đi ngay thôi. Tuy nhiên thì trong 24 giờ đầu nhập cảnh vào Hàn Quốc thì chúng ta phải test PCR COVID, vì vậy nên là mọi người có thể test ở ngay trong sân bay để có kết quả ngay trong ngày. Sau khi xuống máy bay thì chúng mình cứ đi theo biển các lối ra và làm thủ tục hải quan theo hướng dẫn. Mình thấy bước nhập cảnh này không quá khó bởi vì là bước làm visa người ta đã kiểm tra mình khá là nghiêm ngặt rồi. Mọi người có thể cầm sẵn booking khách sạn và vé máy bay nếu mà đã book rồi, để nếu có bị hỏi thì có thể cho họ xem luôn. Sau đó trước khi ra khỏi sân bay thì chúng mình sẽ phải nhập một cái tờ khai như thế này, mọi người nhớ tìm tiếng Việt để điền cho chính xác nha. Trước khi bắt taxi về thì mình đã làm ngay test PCR ở sân bay. Ở đây họ làm rất là nhanh và chuyên nghiệp, kết quả thì sẽ có ngay trong ngày và được gửi về email. Sau khi mà test xong thì mọi người sẽ được yêu cầu là phải ở trong khách sạn cho đến khi mà có kết quả âm tính với Covid. Nhưng mà bởi vì ở đây có kết quả quá là nhanh cho nên là ngay buổi chiều hôm đó thì mình đã có thể đi ra ngoài và khám phá Seoul rồi. Sau khi làm từng đó bước xong thì mình có thể bắt đầu khám phá Seoul rồi. Hãy đi cùng mình nha. Mình đang đi tìm quán sườn, canh sườn để ăn trưa. Mình đã đến phố Myeongdong. Mình đang vào trong quán, gọi món. Nhỏ xinh vừa phải thôi. Cho rất là thoáng mắt và đông lắm, chắc là ngon. Ở đây là cái gian hàng mơ ước của mình. Mà quán no rồi, chắc là mình ăn con gì đấy. Gì đấy? Cái gì là trà sữa trên thau đường đen ấy. Sữa tươi trên thau đường đen. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ phải mua ở quầy này. Đây, bây giờ mình sẽ mua sữa chuối truyền gì nhỉ? Sữa chuối nổi tiếng. Đúng không? Có. Mình đây thử thú không? Sữa chuối nổi tiếng Thái Lan. Đây là khách sạn mình ở này. Ngay cạnh đó có một trạm tàu điện ngầm rất thuận tiện cho việc di chuyển. Bây giờ mình sẽ đi đến quảng trường Quang Hamun bằng tàu điện ngầm. Bây giờ chúng mình sẽ mua vé tại máy bán tự động. Mình sẽ mua vé đến Quang Hamun, hết 3.700 à, xu thừa. Mình vừa mua vé xong, mình đến No Wang Hamun là chỉ có 2.700 thôi, nhưng mà mình phải cọc 1.000 nữa. Sau khi ra khỏi cái ga đến thì mình sẽ được trả lại 1.000.
Để đi lại ở Hàn ấy thì chúng mình sẽ không dùng Google Map mà sẽ dùng Naver Map hoặc là Kakao Map nha. Cả hai app thì đều chỉ cho chúng ta biết là đi đến điểm này hoặc điểm khác bằng các cách nào. Đi bộ hoặc là đi tàu ở Hàn thì vừa tiện vừa nhanh mọi người ạ. Hàng đợi lên tàu. Bây giờ mình sẽ cho cái code vào đây để lấy lại. Đường phố ở Seoul thì vừa sạch vừa đẹp, hơn nữa thì phần lớn mọi người đều di chuyển bằng cách đi bộ, nên là đối với mình thì dù có đi bộ ở đây cả ngày vẫn cứ là ok nhá. Mình đã đến Gwanghwamun nhưng mình đang đi vòng vòng xung quanh để chụp ảnh. Ở đây có mấy con chó, robot. Ơ, đầu đây này. Bây giờ mọi người sẽ vào Ouyang. Cô ra cái mặt nạ để tôi hay đắp. Mình đã mua được một vài món. Ok. Đây là một con đường ở ngay gần quảng trường Gwanghwamun. Bọn mình đi bộ lên một chút là có thể thấy con đường này. Ở đây có cái hàng ăn. Mình phải công nhận là ở Hàn có đường phố rất là tuyệt vời. Ở Seoul mình mới đi Seoul. Mình mới đến có nửa ngày mà mình cảm giác như muốn đi bộ khắp các thành phố này. Kiểu nhìn góc nào muốn đi đấy. Đúng, vì đường nó quá đẹp. Đây là một ví dụ minh họa cho một con đường. Mẹ không biết đây là đường gì. Cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc không sức hấp dẫn kỳ lạ. Từ sáng đến giờ mẹ phải vào chụp cái cửa hàng tiện lợi rồi. Mình đang đi bộ lại đi tàu điện ngầm để về khách sạn. Tối nay mình sẽ chơi quanh quanh khách sạn và khu Myeongdong thôi. Đi 10 vòng chưa tìm ra chỗ mua vé. Bây giờ mình đi bộ ra phố Myeongdong để ăn tối. Hello, hiện tại thì mình đang đứng ở phố Myeongdong để xem là ở đây có mua sắm được gì không hay là có gì ăn ngon không nha. Đi thôi. Mình cảm giác là Myeongdong. Sẽ vào 7-Eleven lần một lần nữa để mua đồ ăn sáng. Mình đã đáp xuống Seoul vào khoảng 8 giờ sáng nhưng mà thủ tục nhập cảnh khá lâu và phức tạp cho nên đến trưa mình mới về khách sạn. Chính vì thế nên ngày đầu tiên tại Seoul của mình cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc vlog ngày 1 tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và mọi người nhớ đón xem các vlog tiếp theo của mình tại Hàn Quốc nha. Bye bye!